quý vị, với sự phát triển và hội nhập đồng hành với nhân loại trong một thế giới phẳng, văn học, trong đó có thơ ca, đang từng bước đổi mới, phản ánh sâu sắc hiện thực đất nước, con người Việt Nam. Để rồi các tác phẩm vừa mang nét hiện đại, đồng thời vẫn gắn bó bền chặt với những giá trị cội nguồn của dân tộc. Và dù cuộc sống có xoay vần tới đâu, thì ca vẫn luôn có sức hút và tác động không nhỏ trong đời sống tinh thần xã hội đương thời. Quý vị khán giả thân mến, đã thành thông lệ thì Ngày Thơ Việt Nam diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước. Và đây cũng là hoạt động thường niên của những người yêu thơ trên miền non nước Cao Bằng. Do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng tổ chức, với chủ đề Bản hòa âm đất nước, hôm nay chúng tôi xin được chào đón các vị khách mời đến với buổi gặp đàm ngày hôm nay. Xin giới thiệu nhà thơ Hàn Thanh Duy, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Tổng biên tập tạp chí Non nước Cao Bằng. Xin được giới thiệu nhà thơ Chu Sĩ Liên, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng, thành viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng. Vâng, xin cảm ơn. Và vị khách mời cuối cùng xin được giới thiệu nhà thơ Đoàn Ngọc Minh, Chi hội trưởng Chi hội Văn học, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng. Dạ, cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Với chủ đề là Ngày Thơ Việt Nam năm 2024 là được xác định là bản hòa âm đất nước. Vậy thì các khách mời có đánh giá như thế nào với chủ đề này? Xin mời nhà thơ Hàn Thanh Duy ạ. Vâng, theo tôi được biết thì năm 2024 là lần thứ 22 Ngày Thơ Việt Nam được tổ chức. Lần đầu tiên thì Ngày Thơ Việt Nam được tổ chức năm 2023 do đề xướng của Hội Nhà văn Việt Nam. Thì cũng trải qua 22 năm, mà đặc biệt thì sau đại dịch Covid-19 thì những hoạt động về Ngày Thơ Việt Nam cũng đã có thời gian tạm lắng xuống. Bẵng qua 2 năm thì những hoạt động của Ngày Thơ Việt Nam đã trở lại và sôi động trong những năm 2023. Và năm 2024 thì Hội Nhà văn Việt Nam đã xác định đó là chủ đề là bản hòa âm đất nước. Bởi vì với mong muốn đưa ra những cái đóng góp của văn nghệ sĩ không chỉ trên những cái mặt trận về văn hóa mà còn mong muốn đem bắt nhịp những cái thành tựu của văn hóa, văn học nghệ thuật gắn với những hoạt động về phát triển kinh tế văn hóa xã hội đất nước. Cho nên cái việc Hội Nhà văn Việt Nam xác định chủ đề Ngày Thơ Việt Nam ở đây là mong muốn có sự kết nối để cả đất nước cùng chung một bản hòa ca, làm sao để mọi người cùng hướng đến chân thiện mỹ. Vậy thì theo nhà thơ Hàn Thanh Duy thì cần có những cái động lực nào hay làn gió mới nào để tiếp tục khơi nguồn sáng tạo từ đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà? Theo tôi đánh giá thì sau đại dịch Covid-19 thì cái việc mà hoạt động văn học nghệ thuật lắng xuống ở đây thì theo tôi đánh giá đấy chỉ là cái bề nổi, đó là chúng ta chưa có nhiều dịp để có thể văn nghệ sĩ cùng kết nối lại với nhau, cùng gặp gỡ nhau và cùng đóng góp những cái sức mình cho những hoạt động mang tính gọi là hiện hữu. Còn trong bản thân của mỗi văn nghệ sĩ thì việc đại dịch Covid-19 diễn ra cũng là một cái động lực để họ luôn trau dồi những cái kỹ năng của mình và sáng tạo ra tác phẩm của mình. Nó như là một ngọn than hồng được phủ trong cái lớp tro tàn, nó vẫn nóng hổi như vậy và chỉ chờ đến khi mà được bung ra thì ngọn lửa nó sẽ bùng cháy và nó sẽ phát tiết ra những ánh hào quang của nó. Dạ vâng, như nhà thơ Hàn Thanh Duy vừa mới chia sẻ thì có thể thấy rằng là hiện nay thì chúng ta chưa có quá nhiều sân chơi cho các nhà thơ và các cây bút của tỉnh nhà. Vậy thì theo như nhà thơ Đoàn Ngọc Minh thì nhà thơ đã có rất là nhiều chuyến giao lưu cũng như thực tế để sáng tác. Vậy thì nhà thơ cảm nhận như thế nào về các sân chơi ở các miền cũng như là khu vực và đặc biệt là sân chơi cho khách thơ trẻ ạ? Cũng như nhà thơ Hàn Thanh Duy vừa phát biểu, tôi cũng đã đi thực tế ở nhiều nơi, các vùng miền trong đất nước này, thì tôi thấy rằng là bất kể sân chơi thơ nào ở các vùng miền nào cũng khá là sôi nổi. Vâng, khá là sôi nổi. Tuy nhiên thì chủ yếu là từ các bậc trung niên đến cao tuổi. Còn đối với những khách thơ trẻ hiện nay thì có thể là vì cuộc sống mưu sinh, họ bận rộn trong công việc học tập hoặc là vì một những cái lý do nào đó chưa cuốn hút được họ, cho nên là cái sân chơi đối với khách thơ trẻ thì nó cũng còn có những hạn chế. Tôi nói đơn giản như ở vùng đất Cao Bằng chúng ta chẳng hạn, bây giờ những cây bút trẻ cũng khá là hiếm. Vâng, chúng tôi cũng đang rất là nỗ lực tìm ra những cái giải pháp để mà phát hiện những tài năng trẻ kế thừa cho
có cái thế hệ của chúng tôi. Qua chia sẻ của hai nhà thơ thì có thể thấy rằng là mặc dù là chưa có quá nhiều sân chơi nhưng mà Cao Bằng chúng ta thì cũng là một được coi là một mảnh đất màu mỡ với những đề tài khá là phong phú đúng không ạ? Vậy thì theo Thu Hà được biết là nhà thơ Chu Sĩ Liên thì cũng có khá nhiều tác phẩm về Cao Bằng, đặc biệt là gắn với hình tượng người lính và hình tượng người lính biên cương đậm chất Cao Bằng. Vậy thì nhà thơ có thể chia sẻ đôi chút về vấn đề này ạ? Thơ đối với tôi rất là mới mẻ. Tôi vốn quen thuộc là hoạt động lĩnh vực báo chí nhiều hơn. Các nhà thơ chúng ta vẫn thường nói là thơ ca là ánh sáng đẩy lùi bóng tối, làm xanh mát mặt đất, rồi nó là vị thuốc chữa lành những vết thương tâm hồn, đánh thức thiên lương con người. Với cái suy nghĩ đó thì tôi nghĩ là nền thơ của Việt Nam nói chung và Cao Bằng nói riêng chắc chắn sẽ càng ngày càng phát triển và hướng tới cái gì, cái mà mong muốn của Đảng, của nhà nước, của nhân dân nhiều hơn, phục vụ cho cuộc sống này nó đầy đặn hơn, nó tốt hơn. Vâng, thưa qua nhà thơ vừa chia sẻ thì Thu Hà còn được biết thêm là nhà thơ cũng đã có thời gian hoạt động trong quân ngũ phải không ạ? Vậy thì phải chăng là đó là cái yếu tố mà để nhà thơ hiểu hơn về chất lính trong thơ ạ? Nếu mà chia sẻ thì tôi có lẽ là xin phép thế này, đọc một bài thơ về lính. Tôi thì cũng có 4-5 năm là lính, còn khoác trên mình cái áo của đội Cụ Hồ tham gia ở chiến dịch Tây Nguyên trong những năm đánh Mỹ ấy, thì đã là người lính, làm đội Cụ Hồ thì lúc nào cũng có sự tâm huyết nhất định. Đối với sự nghiệp dù là kháng chiến thì gian nan nguy hiểm, cho nên là mấy năm vừa rồi tôi có viết bài thơ là Một Thời Lính Trẻ. Lúc bây giờ tôi 23 tuổi. Dạ vâng, vậy thì ngay lúc này thì nhà thơ có thể là ngâm một khúc đạn nào đấy cho Thu Hà cũng như là các vị khách mời cũng như các vị quý vị khán giả được lắng nghe đúng không ạ? Tôi xin đọc thế này, xin đọc một bài thơ ngắn thôi. Đầu đề là Một Thời Lính Trẻ. Sao có thể nguôi quên một thời lính trẻ, lặng lẽ ba người trên chốt tiền tiêu, nắng như lửa thiêu, mưa như chút ngưỡng, rồi những trận gió Lào thổi ngược, cháy xám thịt da nghi ngút lửa căm thù, lựu đạn AK đồng thanh tra chúa, lũ mắt xanh mũi lõ hoảng loạn kêu trời, ôi lính 66 chúng mày ơi sợ quá, thằng chết thằng kiêng như vịt tan đàn, sau trận thắng ta đàng hoàng về nơi hậu cứ, tư thế sẵn sàng cho chiến dịch 75, lại ngủ hầm cơm sắn canh măng, lại những đêm mưa về đất mẹ Cao Bằng, và sẻ chia từng dòng ký ức chập chờn thổn thức, sờ tới khẩu AK. Đôi hôm nữa lại vào chiến dịch, tất cả sẵn sàng cho ngày chiến thắng. Xin hết, xin cảm ơn. Dạ vâng, rất là tuyệt vời ạ. Lần đầu tiên thì Thu Hà được nghe ngâm thơ trực tiếp như thế này ạ. Chắc hẳn là quý vị khán giả, các vị khách mời cũng như là Thu Hà sẽ có những cái cảm xúc rất là đặc biệt khi nghe bài thơ này của nhà thơ. Dạ vâng, cảm ơn nhà thơ. Dạ. Vâng, có thể thấy rằng là các tác phẩm đi vào lòng công chúng ấy, thường là các tác phẩm gần gũi với công chúng nhất. Vậy thì là cảm nhận chất thơ trong cuộc sống đời thường và đời nghệ sĩ khó và dễ như thế nào ạ? Tôi rất tâm đắc. Nếu mà thơ với cái với đời thường ấy, đối với người nghệ sĩ thì phải nói là bảo dễ thì cũng dễ nhưng mà khó cũng rất khó. Đã làm thơ thì không phải ai cũng làm được, mà lại thơ hay nữa lại càng khó hơn nhiều. Nó phải có cái trải nghiệm về cuộc sống và tất cả những cái gì, cái tốt đẹp cuộc sống này nó phải đi vào tâm con mình, con người mình. Từ đấy mới dành thành thơ được. Chứ không mà sống một người sống mà gọi không thật sự say mê cuộc sống này, không yêu cuộc sống này, thì không yêu đất nước này, thì không thể có những phần thơ hay được. Trước hết tôi cảm thấy như thế. Dạ vâng, cảm ơn nhà thơ. Chúng ta vừa được nghe nhà thơ Chu Sĩ Liên chia sẻ về những cảm nhận của nhà thơ. Vậy thì đối với nhà thơ Đoàn Ngọc Minh thì sao ạ? Vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của nhà thơ Chu Sĩ Liên. Tuy nhiên để mà thơ đi vào lòng công chúng, được công chúng chấp nhận thì giới văn nghệ sĩ chúng tôi vẫn thường hay nói là thơ là người. Vì vậy, đối với người sáng tác thì không có gì gọi là dễ cả. Cái dễ đối với chúng tôi là hiện nay Đảng và Nhà nước đã đầu tư và đã tạo điều kiện cho các văn nghệ sĩ có những chuyến đi thực tế để mà chia sẻ, để mà cảm nhận đối với đồng bào mình,
đối với vùng đất ấy, đối với quê hương mình. Và chúng tôi qua những chuyến đi như thế thì chúng tôi cũng có những cái cảm xúc và đi vào trong thơ. Và để mà có được những bài thơ hay thì chúng tôi phải viết bằng chính cái tâm của mình, bằng cái tâm của mình, chứ không thể là ngồi một chỗ để chúng tôi tưởng tượng ra chỗ đấy để mà sáng tác thì không bao giờ có thơ hay được. Và tôi cũng xin được chia sẻ cảm nhận của mình qua bài thơ tôi viết có tựa đề Quê Hương. Chốn quê hương bậc tầng đá núi, bốn mùa sương trắng tóc vọc cây, suối nguồn trong như dòng nước mắt đầy đưa đắng ngọt cõi đời. Nơi cha bạt dốc đá dựng nhà, nắng đốt bờ vai, mưa mòn tóc muối. Nơi mẹ vén đá vồng cha hạt, tấm lưng gầy cõng nặng trời cao. Nơi con thác xôn xao ủ ngàn năm giấc mơ sông suối. Câu si em vọng về đắm đuối, neo hồn quê lấp lóa thôn xanh. Nơi chợ phiên vó ngựa thong dong, gõ trên đá bài ca của núi. Điệu khèn gọi người thương vời vợi, gió trắng chiều giá diết mênh mang. Quê hương ơi dẫu chẳng xanh sang, mái nhà tranh gối lưng chừng núi. Cánh chim bay nửa chừng chấp chới, vẫn nặng tình nghèo ấy ơi quê. Dạ vâng, bài thơ rất là tuyệt vời ạ. Dạ vâng, cảm ơn nhà thơ. Dạ vâng, thưa các nhà thơ, thì có nhiều đề xuất về việc lấy tên của cố nhà thơ Y Phương, chủ tịch đầu tiên của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng, đặt tên đường ở thành phố Cao Bằng. Vậy thì nhà thơ Hàn Thanh Duy đánh giá như thế nào về vấn đề này? Theo tôi thì cái việc lấy tên một danh nhân để đặt tên cho một con đường thì nó là điều nó không mới. Chúng ta có thể thấy được rất nhiều những cái tên đường lớn, những cái đại lộ mà mang tên những danh nhân văn hóa. Và về nhà thơ nói riêng thì cũng rất nhiều. Chúng ta có Đại Văn Hào Nguyễn Du, nhà thơ Tố Hữu là những cái con đường rất là lớn. Như ở Cao Bằng thì việc bắt đầu cũng đưa vào gọi là kho dữ liệu tên đường của thành phố những cái danh nhân mà có đóng góp mà trong cái gọi là văn học mà hiện đại bây giờ như nhà thơ Y Phương, thì tôi đánh giá đây là một sự nhìn nhận rất là khách quan mà rất là đổi mới. Đó là cái việc không chỉ đơn giản là đặt tên một con đường mà là một sự ghi nhận đối với những người làm văn hóa, văn học nghệ thuật. Việc một nhà thơ được vinh danh và được đặt cho một cái tên đường, đó là một cái vinh dự, theo tôi nghĩ đó là lớn lao. Và không chỉ đấy là một cái vinh dự lớn lao đối với nhà thơ Y Phương và gia đình, mà còn là niềm tự hào của những người đang hoạt động văn học nghệ thuật như chúng tôi hiện nay. Dạ vâng, qua chia sẻ của các vị khách mời thì có thể thấy rằng là dù là thơ ca hay là bất cứ một phương diện nào thì cũng cần muốn tồn tại thì cũng cần phải có sự kế thừa và phát huy. Vậy thì theo các vị khách mời thì chúng ta cần phải làm gì để giới trẻ ngày nay có thể tiếp cận gần hơn, sâu hơn với các tác phẩm văn học nghệ thuật cũng như là các tác giả nổi bật của chính quê hương mình. Theo nhà thơ Hàn Thanh Duy, nhà thơ có suy nghĩ như thế nào ạ? Vâng, theo tôi thì muốn cho một thế hệ, ở đây chúng ta phải nói cái thế hệ, bởi vì cái giới trẻ ở đây theo nghĩa hiểu của bản thân tôi thì đó là những cái thế hệ mà các bạn là dưới độ tuổi 35 trở lại, hoặc là nếu mà nói gần hơn nữa thì đó là thế hệ của 0X, thế hệ của 10X theo như giới trẻ hiện nay đang nói. Thì muốn thay đổi cái thế hệ đó thì chúng ta phải nắm bắt xem tâm tư, tình cảm và cái xu hướng của giới trẻ hiện nay như thế nào. Như các vị khách mời vừa nãy vừa có chia sẻ, đó là cái việc mà các bạn trẻ ở đây cũng gọi là thờ ơ với thơ thì cũng đúng một phần, và chưa tiếp nhận được thơ nhiều hơn thì cũng đúng một phần. Nhưng theo tôi thì có lẽ các bạn cũng đang loay hoay tìm cho mình một cái cách tiếp nhận thơ theo cách của các bạn đó. Theo tôi tìm hiểu thì trong những loại nghệ thuật như những ca khúc hay những cái xu hướng mà bạn trẻ đang hát ở đây như V-pop hay là rap, thì
thực sự ẩn trong đó thì cái chất thơ vẫn rất là nhiều. Và theo tôi nhận thấy thì thơ không chỉ nó bây giờ nó thể hiện ở mức văn bản giống như thế hệ đi trước, mà nó ẩn chứa trong đó cái chất thơ trong đó, trong các loại hình văn học nghệ thuật khác, trong các loại hình giải trí khác phù hợp các bạn trẻ hiện nay. Nên tôi cũng nghĩ rằng giới trẻ cũng đang loay hoay tìm cho mình một cái thể thơ, một cái dạng thơ nó phù hợp, chứ các bạn không thờ. Hy vọng là trong tương lai gần chúng tôi sẽ tìm ra được cái sự kết nối chung giữa cái thế hệ đi trước của chúng tôi, những người cán bộ làm quản lý, với thế hệ trẻ, để làm sao mà sẽ có một cái chiến lược phù hợp để làm sao mà có thể phát huy được cái bạn trẻ. Nhưng tôi tin vào một niềm tin rằng tất cả các tác phẩm thơ đều hướng tới chân thiện mỹ, và chính bản thân con người sinh ra nhân chính sơ chính bản thiện thì các bạn đều hướng đến chân thiện mỹ. Và cái việc thơ nó chỉ tồn tại ở một dạng nào đó thôi, nó sẽ không thể suy tàn, và đến một giai đoạn nào đó nó sẽ lắng đọng lại và nó sẽ được các bạn trẻ đón nhận một cách nó nhiệt tình hơn. Dạ vâng, xin cảm ơn nhà thơ. Vậy thì còn đối với những thế hệ đi trước như nhà thơ Chu Sĩ Liên, vậy thì đối với nhà thơ thì nhà thơ có suy nghĩ như thế nào, để làm thế nào mà nhà đối với giới trẻ như Thu Hà chẳng hạn, thì làm thế nào có thể yêu thơ hơn và đam mê với cả văn học nghệ thuật hơn ạ? Vâng, cái điều này thì có lẽ là cái điều mà mọi người quan tâm, nhất là lớp người cao tuổi như chúng tôi thì càng quan tâm nhiều hơn. Tôi sẽ cảm ơn câu hỏi của Thu Hà đã đưa vấn đề này ra. Tôi nghĩ là đây là một hình thức tập trung vào làm thế nào mà để khuấy động cái gọi là cái lòng yêu thơ của các cháu nhiều hơn, và có nhiều tác phẩm để đời, và để cho gọi là chúng ta vui hơn, tự hào hơn với thế hệ con cháu của chúng mình trong vấn đề mình phát triển thơ ca của tỉnh nhà. Vậy thì còn đối với nhà thơ Đoàn Ngọc Minh thì sao ạ? Làm thế nào để với một người là thế hệ đi trước và một người có quá trình trải nghiệm và quá trình đi thực tế rất là nhiều, thì nhà thơ có suy nghĩ thế nào để lớp trẻ hiện nay thì có thể có niềm đam mê với cả thơ ca và góp phần phát triển cho văn học nghệ thuật tỉnh nhà? Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của nhà thơ Hàn Thanh Duy và nhà thơ Chu Sĩ Liên. Về những cái ý kiến ấy thì tôi thấy là cũng khá xác đáng và đầy đủ. Thực ra thì trong cái thế hệ thơ trẻ hiện nay thì cũng chỉ có một số ít người ta thờ ơ. Cũng vì như tôi cũng đã nói là có thể vì mưu sinh, về vấn đề học tập, phấn đấu, rồi người ta cũng không mấy quan tâm. Thế nhưng mà về thực tế thì hàng năm Hội Nhà Văn Việt Nam ấy thì vẫn kết nạp khá nhiều, và bây giờ xu thế đang là phát triển cho kết nạp các nhà thơ trẻ, các nhà văn trẻ. Trước đây là cứ phải những nhà văn đứng tuổi, cao tuổi vào Hội Nhà Văn, nhưng bây giờ đã có sự đổi mới, chứng tỏ rằng cái giới trẻ hiện nay người ta cũng khá đam mê vì thơ ca, văn chương. Vâng, tuy nhiên là riêng ở Cao Bằng chúng ta thì cái việc mà để cho thơ ca đi vào lòng các bạn trẻ, để các bạn trẻ có yêu thích hơn, cuốn hút hơn và muốn biết nhiều hơn về thơ ca, thì cái này trách nhiệm cũng thuộc về các nhà văn nhà thơ chuyên nghiệp chúng tôi. Và chúng tôi thấy rằng là cái như đồng nhà thơ Phạm Thành Thắng cũng đã có ý kiến là cũng đã có những cái kế hoạch, hội đã có kế hoạch để tiếp cận những tác giả trẻ mới phát hiện đã đăng tải trên tạp chí chẳng hạn, thì có kế hoạch bồi dưỡng và khuyến khích động viên họ để mà tới đây sẽ có nhiều cái bút trẻ hơn để bổ sung cho lực lượng văn nghệ sĩ Cao Bằng. Dạ vâng, xin cảm ơn chia sẻ của nhà thơ. Qua các nhà thơ chia sẻ thì có thể giúp Thu Hà cũng như là quý vị khán giả có thể hiểu hơn những cái khía cạnh về thơ ca cũng như là văn học nghệ thuật. Một lần nữa cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa quý vị khán giả, mùa xuân là mùa đẹp nhất, tràn đầy sức sống nhất trong bốn mùa. Và mùa xuân thì cũng là nguồn cảm hứng thi ca bất tận cho các thi sĩ. Sức sống mùa xuân của thiên nhiên và tâm hồn phong phú, giao hòa đã trở thành sức sống bất diệt của cuộc đời, không chỉ cho mỗi người mà cho cả đất nước, cả dân tộc, trở thành bản hòa âm đẹp nhất. Một mùa xuân mới lại về, mang theo khí thế, niềm tin mới và sức sống mới. Chúc các vị khách mời sẽ có một mùa xuân riêng của riêng mình và có thêm thật nhiều tác phẩm hay cho công chúng.
Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.